Khi hoa hậu cầm mic trở thành ca sĩ, Tiểu Vi hát chơi chơi mà có hit để đời, khán giả hát to giữa concert Blackpink. Cứu tôi. Kiều Loan Luna, Ngọc Hằng gây tranh cãi, tân hoa hậu Quế Anh sẵn sàng debut như idol pop. Ủa? Gì vậy? Mai Phương rời công ty quản lý hoa hậu để theo mộng ca sĩ. Mai Ngô cũng từng gây bão vì rap. Câu chuyện hoa hậu đi hát đã không còn mới, vậy nhưng nó vẫn khiến cư dân mạng phải bàn tán nhiều, bởi năm nào cũng có thêm một vài hoa hậu đá chéo sân đi làm ca sĩ. Thực tế, có những mỹ nhân đi hát rất thành công, nhưng cũng có người lại gây tranh cãi. Nổi tiếng một cách bất ngờ nhất có thể kể đến hoa hậu Tiểu Vi. Bởi trong nhận định của nhiều người thì Tiểu Vi chưa từng có ý định làm ca sĩ, đơn giản là vì cô hát dở. Ấy thế mà chỉ vì một lần đu trend, biến tấu cho ca khúc Flowers của Jisoo thôi mà Tiểu Vi đã viral khắp mạng xã hội. Một phần bởi giọng hát lạc tông của cô, phần khác là vì lời Việt tự chế quá hài hước, giúp đoạn nhạc này của Tiểu Vi được sử dụng nhiều trên top. Không chỉ viral trên mạng xã hội, Flowers của Tiểu Vi còn được các fan Blackpink mang đến concert Bonpink diễn ra tại Mỹ Đình, giúp đoạn nhạc của nàng hậu nổi đình nổi đám. Vậy là từ một mỹ nhân không có ý định đi hát, Tiểu Vi thành ca sĩ bất đắc dĩ. Ngoài ca hát, Tiểu Vi còn tham gia diễn xuất và gây ấn tượng được với khán giả qua nhiều bộ phim như Mai hay Chủ tịch Giao hàng. Khác với Tiểu Vi, Luna Kiều Loan và Hera Ngọc Hằng là những mỹ nhân được công ty hướng qua làm idol. Sau khi trở thành Á hậu một Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Kiều Loan quyết tâm chỉnh sửa nhan sắc và có được ngoại hình xinh đẹp hoàn hảo. Cô đá chéo sân làm ca sĩ, có cho mình một vài bản hit bắt tai và từ đó công ty gọi Luna Kiều Loan là nữ hoàng giải trí thế hệ mới. Dĩ nhiên, công chúng có nhiều người không công nhận danh xưng này, bởi ngoài Luna Kiều Loan còn có nhiều cái tên xứng đáng với danh xưng này hơn, ví dụ như Chipu, Trang Pháp hay các chị đẹp tài năng khác. Thời điểm hiện tại, Luna Kiều Loan đang ở ẩn thời gian khá dài và nhường spotlight cho Hera Ngọc Hằng, nữ idol mới của làng hậu. Trong lúc Kiều Loan vướng phải đồn đoán mang thai sinh con, thì Ngọc Hằng lại xuất hiện trên các sân khấu trình diễn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng cư dân mạng nhận xét khả năng hát nhảy của Ngọc Hằng không bằng Luna Kiều Loan. Dù được công ty push cật lực, song danh tiếng của nàng hậu cũng không khá hơn là bao, vẫn kém xa so với đàn chị. Sau những cái tên này thì Miss Grand Việt Nam 2024, Quế Anh hay còn có nghệ danh Ari Quế Anh cũng đang không ngừng khoe tài năng hát nhảy của mình, đặc biệt là niềm đam mê dành cho pop. Từ ngày tham gia cuộc thi đến khi đã đăng quang, Quế Anh thường xuyên khoe khả năng tiếng Hàn và cover lại những ca khúc nhạc Hàn nổi tiếng. Dĩ nhiên, khả năng biểu diễn của Quế Anh vẫn chưa được thành thục, các sân khấu còn khá nghiệp dư nhưng nhiều người dự đoán trong tương lai, Ari Quế Anh sẽ sớm được định hướng làm idol giống như Kiều Loan hay Ngọc Hằng. Ngoài những cái tên kể trên, còn rất nhiều hoa, á hậu khác cũng từng cầm mic, như Mai Ngô từng gây bão khi thể hiện khả năng rap, hoặc Mai Phương, nàng hậu có niềm đam mê cháy bỏng với những vũ điệu và âm nhạc. Suốt nhiệm kỳ của mình, Mai Phương từng gây tranh cãi không ít vì những clip nhảy trên top. Nay đã hết nhiệm kỳ, cũng đã rời công ty, nhiều khả năng Mai Phương sẽ sớm debut với vai trò là một ca sĩ trong tương lai. Được biết, công ty mới mà nàng hậu gia nhập có không ít nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, chắc chắn sẽ giúp đỡ không nhỏ cho màn debut của cô.